Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà." Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria, đừng sợ, vì bà đã được nghĩa với Chúa. Này, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận." Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam." Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ bà, cũng đã mang thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được." Maria liền thưa: "Này, tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền." Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Một Thiên Chúa thiên hạ, một Thiên Chúa khiêm hạ và trung tín. Thưa quý bạn chị em thân mến, trong ngày lễ truyền tin hôm nay, lời Chúa cho chúng ta khám phá thấy hình ảnh của một Thiên Chúa khiêm hạ và trung tín. Tại sao lại nói một Thiên Chúa khiêm hạ và trung tín trong ngày lễ truyền tin? Bởi vì chúng ta biết rằng việc Thiên Chúa sai sứ thần đến truyền tin cho Đức Maria không có nhằm gì khác hơn là loan báo ơn cứu độ cho con người. Hay nói một cách khác là Thiên Chúa muốn đem sự sống đời đời của Ngài trao cho con người. Con người là ai? Con người là gì mà Thiên Chúa phải cúi mình xuống như thế? Khi Thiên Chúa muốn cứu độ con người, Thiên Chúa phải ngỏ lời với con người qua Đức Maria. Mà con người có tốt lành gì đâu? Một nhân loại hư hỏng, một nhân loại tội lỗi, một nhân loại không có trung thành với Thiên Chúa, không có yêu mến Thiên Chúa. Vậy mà Thiên Chúa đến ngỏ lời đấy. Quý bạn chị em hình dung đó, Đức Maria là người đại diện loài người để đón nhận ơn cứu độ. Mà tất cả chúng ta đâu có danh giá gì, quý bạn chị em. Con hình dung giống như là Thiên Chúa là một người trao quà, đem quà tặng tới cho con người, mà còn năn nỉ: "Nhận đi, nhận đi." Đâu có rảnh vậy. Ở trần gian đâu có rảnh vậy. Cho là may rồi, còn không có năn nỉ nhận quà. Nhiều khi bây giờ hết yêu đòi quà nữa, nó rắc rối ra. Thiên Chúa chưa bao giờ. Thiên Chúa đem quà tặng là chính ngôi hai Thiên Chúa, Đấng cứu độ đến trao ban cho tất cả nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta. Ngay cả khi chúng ta không yêu Thiên Chúa, không nhận Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn trao ban món quà ấy. Và khi chúng ta hư hỏng do phạm tội, Thiên Chúa cũng không đòi lại quà. Từ đó con mới gợi ý bạn chị em đó, cho em thấy rằng một Thiên Chúa khiêm hạ như thế nào. Khiêm nhường trước loài người tội lỗi, muốn cứu độ nó, muốn trao cho nó sự sống đời đời, nhưng mà mời gọi con người đón nhận. Rồi Thiên Chúa trung tín làm sao? Dựng nên con người bằng tình yêu. Con người hư hỏng, không nghe lời Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn yêu con người và yêu mãi. Tình yêu của Thiên Chúa với con người là một yêu trung tín, không bao giờ thay đổi, trước sau như một thôi. Và bất chấp cái tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa, có khi có khi không, và thậm chí là không bao giờ muốn dòm đến Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn làm chuyện đó, vẫn yêu thương con người. Từ cái gợi ý một Thiên Chúa yêu thương chúng ta,
bằng tình yêu khiêm hạ và trung tín, mỗi người chúng ta mình xét lại xem. Mình thấy Thiên Chúa yêu thương mình khiêm nhường như vậy, trung tín như vậy. Tôi có khiêm nhường trước Chúa và mọi người không? Tôi có trung tín với Chúa không? Hay là chúng ta tin Chúa, chúng ta yêu Chúa cũng mưa nắng lắm. Khi nào buồn buồn thì đi nhà thờ, hay là khi nào cần đi nhà thờ, còn khi nào vui là bỏ lễ luôn. Nhiều khi đi chơi cái không nhớ Chúa đâu, nhiều khi đi nhậu quên Chúa luôn. Chúng ta sẵn sàng bỏ lễ ngày Chủ nhật, chúng ta sẵn sàng bỏ đọc kinh cầu nguyện với một lý do rất hết sức là đơn giản, là bận xem phim thôi, bận đi uống cà phê thôi, bận đi hẹn hò thôi. Một ví dụ cụ thể như vậy để thấy làm sao rõ ràng là Chúa ở trong trái tim mình không có khí lô gì hết. Và đối với chúng ta, chúng ta thấy rằng đi vào thời đi đi thôi, chẳng sao, chẳng chết. Tại vì chúng ta không có hiểu được cái ý nghĩa và giá trị của ơn cứu độ. Nghe ơn cứu độ nó chung chung quá. Ơn cứu độ chính là sự sống đời đời. Chúng ta đang có sự sống đời này này, và chúng ta đang sống một sự sống đời này này. Nhưng mà cái sự sống đời này đó, nó đưa chúng ta đi vào sự sống đời đời nếu chúng ta tin và đón nhận Thiên Chúa đấy. Còn nếu chúng ta từ chối Thiên Chúa thì mình mất sự sống đời đời và khó đời này thôi. Cho nên chỉ ăn rồi chơi rồi cãi nhau với ganh tị với hơn thua, là bởi vì mình đang tìm kiếm cho mình sự sống đời này, vinh quang đời này mà quên đi sự sống đời đời. Mà điều mà Thiên Chúa muốn đó, cái lễ truyền tin này này cũng nhằm mục đích đó thôi à. Và Chúa Giêsu xuống thế làm người cũng nhằm mục đích đó thôi. Và chết đi sống lại cũng nhằm mục đích đó thôi. Đó là đem lại cho con người sự sống đời đời. Cho nên hôm nay trong ngày lễ truyền tin, quý bà anh chị em cũng như con, chúng ta phải nhớ, tôi sống ở trần gian này không có phải là ăn qua ngày chờ qua đời. Không phải. Rồi mình cứ chơi, rồi mình cứ ăn, rồi cứ chơi. Không có đâu. Từng ngày sống của tôi phải cố gắng cộng tác với ơn Chúa. Trước hết là tôi phải đặt Chúa là ưu tiên số một trong cuộc đời tôi. Tôi dành thời gian ở với Chúa của tôi, cầu nguyện với Chúa của tôi. Điều thứ hai, tôi phải sống điều mà Thiên Chúa dạy tôi. Có như vậy chúng ta mới nắm được sự sống đời đời. Còn nếu không thì ngày mà chúng ta từ giã cuộc đời này, chúng ta không biết rằng mình đi về đâu. Và chúng ta sống ở trần gian này, mình không hiểu rằng mình sống để làm gì đấy. Cho nên hôm nay chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra rằng cái ý nghĩa cuộc đời chúng ta, cái lý do mà chúng ta hiện diện trong cuộc đời này không gì khác hơn là để được đón nhận sự sống đời đời của Chúa. Điều thứ hai, chúng ta phải tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúa ban cho chúng ta quà tặng vô giá là Đức Kitô, mà Chúa còn năn nỉ chúng ta đón nhận cái món quà tình yêu đó cho chúng ta có sự sống đời đời. Cho nên chúng ta phải tạ ơn Chúa đã yêu chúng ta bằng một tình yêu khiêm hạ và trung tín, bất chấp tội lỗi của chúng ta. Điều thứ ba, chúng ta phải xin Chúa cho mỗi người chúng ta, một khi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa lớn lao như vậy, chúng ta phải thay đổi con người cũ của mình đi. Chúng ta sống mỗi ngày mỗi thánh thiện hơn, mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa hơn, để từng ngày sống trong cuộc đời chúng ta vui, chúng ta bình an, chúng ta hạnh phúc, và chúng ta nếm hưởng sự sống đời đời ngay tại trần thế hôm nay. Amen.